Chào cả nhà, nay mình lại cái điểm mới này, mình câu thử sao đây. Nước giờ này cũng đang lớn nè, coi có cá mắm gì không. Đây là gạch, gạch này gạch bự à. Bên kia người ta nuôi cá, còn bên đây thì vườn gạch là chạy dài tuốt chảnh nè, dữ lắm, lục bình luôn, lục bình với bằng này. Bãi này cũng xa bãi, không có chỗ ngồi nữa, ngồi cũng khó khăn nữa. Đây cái lỗ này cũng mới móc lại đây, mới móc trống đó. Rồi kia có xước cái lục bình không à, giờ gạch để bít chân rồi. Thôi là mình chuẩn bị ra cần rồi, xuống cần. Thầy ơi, mới có thả mồi xuống cái là nó quất rồi. Cá chim thả xuống nó trực thẳng đầu dưới á. Đây, thả xuống nó làm liền đó, cũng bốn năm ngón. Thả lại coi. Miết 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 cá chim nữa. Cá đây cỡ gì không à, 5 ngón 4 ngón. Tiếp tục tiếp tục chờ đợi. Ghĩa đó đó, ghĩa nè, còn gì đây, cái chim nữa. Chỗ này hơi khó, cây cản quá. Đây cỡ gì không nè, cỡ gì không đó. Thả lại coi. Nghĩa nhịp thì nhịp mê.
ăn mà không ăn thiệt tình nữa ta, ăn giật giật cái thôi à, không có ăn thiệt tình nữa. Rồi cá gì đây? Ôi rồi cá cha, con cá cha em cá cha. Thả lại coi. Ôi rồi đó à, chim con thôi gỡ thật. Mày chạy đâu? Chạy đâu? Cá cha rồi. Cha mang lục bình. Ơi. Mình lớn mà cũng mang ăn ghẻ mang lục bình nữa. Mày hả bự? Cá cha. Lôi một cái tược thằng cái. Nó. Ghía dữ à? Giật 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 à? Ghía giật giật giật. Cá chim. Cá chim đây sao không được bự? Ơi ừ, dính rồi nó ăn đây, dính nó ngậm miệng lại
không chịu nhả luôn. Thu cần câu dứt sắc của cả nhà ơi, thành quả này chỉ được có mấy con cá thôi. Mình bắt mấy con cá này về mình khô khô ăn coi, hết cá ăn rồi thôi mình kết thúc video đây luôn cả nhà ơi.